Kính thưa quý vị, Edward Snowden đã đối thoại trực tiếp qua Internet với khán giả Hoa Kỳ, tin từ Texas. Hôm qua, người thổi còi Edward Snowden đã đối thoại trực tiếp qua Internet với khán giả Hoa Kỳ ở một lễ hội tại Austin, Texas. Đây là lần đầu tiên Snowden nói chuyện với các công dân Hoa Kỳ kể từ sau khi lật tẩy chương trình dò thám của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Snowden khẳng định anh không hề hối tiếc vì đã trao tài liệu mật của NSA cho báo chí thế giới. Anh cho biết đã thề bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và anh xác định chương trình dò thám của NSA đã vi phạm nghiêm trọng bản hiến pháp. Anh cho rằng đã đến lúc công chúng Hoa Kỳ và các nước cần giám sát chặt chẽ mọi hoạt động dò thám của Washington. Snowden cũng cho rằng nhà chức trách đã quá tập trung vào các nỗ lực dò thám quy mô lớn nên đã không phát hiện được ra các dấu hiệu của khủng bố. Ví dụ như trong vụ đánh bom ở Boston hồi năm ngoái hay âm mưu cướp máy bay vào ngày Giáng sinh năm 2009. Thay vì chỉ theo dõi các nghi can khủng bố, Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực tình báo vì quá chú trọng vào chuyện theo dõi tất cả mọi người.